Chất lượng giảng dạy hàng đầu thế giới. Đến với Đại học Pacific, sinh viên sẽ được trải nghiệm chất lượng giảng dạy tốt nhất tại ngôi trường được cả thế giới công nhận với thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng danh giá như xếp hạng 106 các trường đại học quốc gia US UN World Report 2019. Trường đại học có tỷ lệ sinh viên kiếm được việc làm cao nhất tại bang California, ZIPIA, 2018. Trường đại học tốt nhất vùng phía Tây Hoa Kỳ, The Princeton Review. Xếp hạng 12 các trường đại học với mức lương của sinh viên ra trường trên mong đợi, The Economist, 2015. Xếp hạng 20 chương trình đào tạo sau đại học ngành luật quốc tế, US New and World Report, 2019. Xếp hạng 45 chương trình đào tạo kỹ thuật tốt nhất, US New and World Report, 2019. Chương trình đào tạo, UOP hiện cung cấp cho sinh viên hơn 80 chuyên ngành đào tạo. Thế mạnh của trường thuộc vào các ngành, luật quốc tế, xếp hạng 20 tại Mỹ, kỹ thuật xếp hạng 45 tại Mỹ, quản trị kinh doanh kế toán khoa học chính trị truyền thông thiết kế đồ họa, yêu cầu tiếng Anh đầu vào, Internet-based TOEFL tối thiểu 80, Paper-based TOEFL tối thiểu 550, IELTS tối thiểu 6.5. Đại học Pacific được thành lập năm 1851, hiện nay là một trường đại học hàng đầu tại Mỹ với ba khuôn viên bao gồm khuôn viên Stockton, khuôn viên Sacramento và khuôn viên San Francisco. Khuôn viên Stockton của trường được công nhận là một trong những khuôn viên đại học đẹp nhất nước Mỹ. UOP hiện đang là ngôi nhà chung của hơn 6,000 sinh viên, trong đó có 3,800 sinh viên bậc đại học và 2,700 sinh viên sau đại học. Sinh viên Pacific được hưởng lợi từ quy mô lớp học nhỏ với số lượng sinh viên trung bình là 18 và tỷ lệ sinh viên trên giảng viên là 13:1.
Giới thiệu về Stockton và Đại học Pacific. Stockton nằm cách San Francisco khoảng 90 phút đi xe và cách Sacramento, thủ phủ của bang California, chưa tới 1 giờ lái xe. Khoảng cách không xa từ Stockton tới thung lũng công nghệ nổi tiếng Silicon Valley mang lại nhiều cơ hội thực tập và làm việc lâu dài với những tên tuổi lớn như Amazon, Facebook, Google, Snapchat cho sinh viên UOP. Stockton còn nằm gần những khu leo núi, trượt tuyết và cắm trại nổi tiếng như Lake Tahoe, Yosemite National Park và vùng Mother Lode mang đến cho sinh viên nhiều dịch vụ vui chơi, thư giãn đa dạng sau nhiều giờ học căng thẳng. Học bổng và học phí. Học phí dự kiến một năm khoảng 48.247 đô la Mỹ, chi phí sinh hoạt từ 11.217 đô la Mỹ một năm. Trường có trao tặng học bổng trị giá lên tới 80.000 đô la Mỹ một năm dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc. Tất cả sinh viên ngành kỹ thuật của UOP đều được tham gia chương trình thực tập trong nước và quốc tế, có trả lương kéo dài 7 tháng với mức lương trung bình là 3.500 đô la Mỹ một tháng, làm việc cho những công ty công nghệ nổi tiếng như Google, Uber, Apple và Snapchat. Tỷ lệ sinh viên kỹ thuật có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp của trường lên tới 98%. Quỹ đầu tư sinh viên Student Investment Fund của UOP có giá trị lên tới 4 triệu đô la Mỹ. Trên thế giới chỉ có khoảng 2% các trường đại học có khả năng điều hành dạng quỹ này. Học sinh UOP có cơ hội quản lý danh mục đầu tư thực thụ.